đầu thôi. Sao mà phải bỏ rồi? Anh vậy thì sang quá. Lâu rồi các bạn không thấy Giao Heo nấu cơm đúng không? Nấu đồ ăn đúng không? Thì mình vẫn nấu đó chứ không phải là không. Có điều là không có quay video nhiều. Giờ mình sẽ quay kiểu bình thường đó. Các bạn xem. Bữa nay là nấu cơm nhà. Cái món hôm nay là cái món thịt bò xào bóc Thiên Lý với lại cái món tôm rim. Tôm rim với lại tóc mỡ. Thịt bò này các bạn, đừng có rửa nước nha. Có rất là nhiều bạn ở trên TikTok á hay là trên bất cứ chỗ nào á cứ kêu về các bạn lấy miếng thịt bò này các bạn đi rửa nước. Ôi không được đâu ha. Liên kết của nó tắt hết, ăn miếng thịt bò đó dở ẹc à. Chúng ta chỉ cần lấy khăn giấy như vậy nè ha, lau sạch là được ha. Chúng ta sẽ có một miếng thịt bò rất là đẹp. Sẽ cắt thịt bò xào với bông. Tôi là tôi khoái cái món thịt bò mà thái mỏng như vậy nè các bạn. Bò nạc thái mỏng ra vậy, trộn chút xíu gia vị vô đó. Cái tối mình ăn với mì gói các bạn. Cho hành đầy tô luôn. Đã, các bạn mua một cái cục bò đúng không? Xong cái lúc các bạn nhìn các bạn thôi, cái bây giờ cái thớ bò nó ở đâu? Thì mà để mà xào á thì chúng ta hãy nhìn đó, cái phần thịt mà nó có nhiều cái liên kết như vậy, nó có mỡ, nó có thịt thì nó là cái phần mà các bạn cần cắt ra. Cái thớ ngang này á thì khi mà chúng ta ăn á thì nó sẽ mềm hơn, nó sẽ thấm nó mềm hơn. Rồi, cắt cho tới khúc cuối mà nó còn một miếng nằm sắp vậy thì mình để xuống dưới thì mình lại nó, thấy không? Còn lại cái này sao thì đi ra hỏi mấy chị bán bò, mấy chị làm cho. Dễ lắm, bò đỏ đẹp quá trời luôn, thấy chưa? Rồi, giờ ướp cái thịt này nha. Con chó nhà của tôi nó đang có em bé, nó quên nó đang có chó con. Một cái con chó cái Corgi, nó lai với lại bún Pháp các bạn. Bố là Corgi mà mẹ là bún Pháp, một cuộc tình ngang trái. Nó sinh ra được một cái con nó giống như thế này. Lúc nào cũng thấy cái mặt nó cười hết trơn. Mà nó cười cái kiểu giống chó cỏ. Xào thì cũng có nhiều cách xào ha, cũng có nhiều kiểu vùng miền khác nhau để mình xào. Thì cái nguyên tắc của nó, muối là để tạo vị mặn, đường ta tạo vị ngọt, và chúng ta sẽ có cái gia vị cân bằng là bột ngọt để nó cân bằng cái vị lại. Thì nếu như các bạn thích thì các bạn cũng có thể sử dụng bột ngọt. Các bạn không thích bột ngọt vị chính á thì các bạn có thể sử dụng dầu hào. Đó là cái lý do mà người ta hay bỏ dầu hào vô những cái món xào đó. Thì thay vì nó là bột, nó cũng là một dạng umami ha. Cái vị của nó là vị umami, nhớ cho mình điều đó. Thì các bạn có thể cho dầu hào, các bạn cũng có thể cho bột ngọt ha. Rồi, như cái cục bò này mua mấy lạng vậy? Chưa tới 2 lạng, cho 1.5 lạng đi hả? Rồi cho mình muỗng cà phê tiêu. Các bạn cho mình nửa muỗng cà phê muối. Đừng có nghĩa là bỏ dầu hào vô là nó ngọt nha. Thật ra nó cân bằng. Các bạn ăn ngọt không? Không ăn ngọt, nhà mình không ăn ngọt đâu ha. Cho mình cỡ muỗng cà phê đường thôi. Đường vàng, chai Oyster Sauce. Cái chai này là của Hàn Quốc. Nhưng mà cái này nó hơi đặc, cho nên là phải biết tiết chế nha. Rồi, ok, cho bún tôm bỏ tủ lạnh, đúng rồi. Cái này mà các bạn không bỏ tủ lạnh là bị mốc. Rồi, cho gia vị vậy. Bò thì là không thể nào thiếu tỏi rồi. Thì miếng cái bò này phải ướp nha. Trong thời hồ nữa, bông Thiên Lý của mình nó bị lạnh. Mà ơi, quên là đang nấu ăn mà. Rồi, ăn rồi. Ngon quá. Con này là con Beo. Cái con mèo Beo này á, là mình nhặt nó được ở ngoài nhà xe Thành Bưởi đó các bạn. Thật ra không phải là nhặt, nó là con mèo hoang ở ngoài đó, nhưng mà nó ốm yếu quá cái là nó không dành ăn được với mấy con mèo khác. Xong mấy anh nhân viên ở Thành Bưởi á, anh kêu anh ơi anh có nuôi mèo không, anh nuôi mèo anh đem nó về đi chứ tội nó quá, nó không dành ăn được với mấy con khác. Nó nhắc à, đúng thiệt, lúc mình gặp thì nó ốm như là cái bột còi xương luôn á. Xong mình thấy cái vân của nó cũng đẹp, thôi thì mình nghĩ là thôi cục đó mới về. Vừa ra gặp nó phát nó ưỡn cái bụng ra các bạn. Cái đó có phải là nó đang mồi chài mình không? Mình nghĩ mấy con mèo là đang mồi chài mình đó. Đó, đó là Beo á. Nhìn nó giống con báo không? Lông nó rất là đẹp. Mèo mướp Việt Nam thôi. Ổng thì ổng được 3 tháng hả? Có thêm ông Bu nữa. Mèo ăn lông ngắn, nhưng mà mình không nghĩ là mèo ăn lông ngắn đâu. Bởi vì nhìn nó đục, đục lắm. Rồi mình sẽ ướp một tí xíu tỏi vào trong thịt bò ha. Rồi đây, đây là Bu á. Thằng này nó nhung quá. Rồi cái hành củ này chúng ta sẽ lá hồi rồi chúng ta sẽ lấy chúng ta kho ha, nó sẽ thơm. Rồi hành này các bạn cắt nó ra, bập nó ra, bập ra thôi, thịt dầu nhiều hơn. Cái tôm này bây giờ mình đã lỡ, vợ mình lỡ bóc vỏ rồi, phụ với nó ít bột các bạn ha, hồi nó sẽ tự tạo cho nó một cái lớp vỏ khác. Cái bông Thiên Lý này nè,
các bạn muốn xào ngon á thì các bạn đừng có để xào sống vậy nghe. Xào sống vậy đó hồi nữa là bông nguyên lý nó sẽ bị dai. Phủ bình thường ha, vừa vừa bột thôi, lắc lên vậy để cho nó phủ hết những cái con tôm ở trong này đi. Tôm này chúng ta sẽ để riêng ha, bởi vì nếu mà chúng ta để im ở trong này nữa một hồi nữa là nó bị hầm á, là nó sẽ ướt lại con tôm ngay. Lúc chúng ta chiên thì nó sẽ bị bắn ha. Này là giờ phải cứu cánh nha. Đây là cái mỡ heo nè. Rồi chúng ta sẽ lấy cái mỡ này, một hồi nữa cái tóc mỡ này nó ra hết cái mỡ đó là các bạn sẽ lấy cái dầu đó các bạn chiên cái con tôm đó nó mới ngon. Bây giờ muốn cho nó ra nước nhanh á thì cho muối luôn. Ủa biết hả, muối á thì nó sẽ rút nước ha. Hai tray á là mất nước, nó làm mất nước nhanh. Rồi đảo một vòng trước đi, rồi để im vậy nha. Thì đây là cái chảo chống dính á, cho nên là cứ mở lửa hơn trung bình một chút xíu cho mình. Cái nước đang sôi đúng không, các bạn cho bông nguyên lý vào, xong các bạn chờ cái nước nó sôi lại, nó khoảng 30 giây là các bạn bớt ra được rồi nha. Nó cũng áp dụng tương tự với những cái món rau nào mà khi mà các bạn xào một thời gian lâu dài nó bị dai á, ví dụ như rau muống cũng vậy. Hãy nói cho mình biết nếu như bạn thích cái series kiểu này để mình có thể mình làm ra những cái video khác. Mình cũng không biết các bạn thích cái gì, thật sự là như vậy. Sau khoảng thời gian mà mình làm những cái video ngắn thì thật sự là mình không có giao tiếp được với các bạn nhiều, mình không có nói chuyện được với các bạn nhiều, cho nên là hy vọng các bạn có thể comment ở phía dưới video ha. Và nếu như thích video thì hãy like và share giúp mình nhé. Hồi nữa mà xào bông thiên lý với lại thịt bò á, nhớ lấy một cái xíu cái mỡ heo này cho vô cái thịt bò này để làm cái gì, cho miếng thịt bò một hồi nó ăn nó không bị khô. Hãy để ý cái món này nó giống như kiểu cái món bò cuốn lá lốt á. Các bạn đi ăn ở chỗ nào mà các bạn kêu trời ơi sao ở trong đây nó ăn mà cảm giác nó giống như là nó có thịt heo. Dạ không phải đâu, người ta trộn thêm mỡ heo vô á, người ta trộn thêm cái nọc heo vô đó các bạn, để cho cái miếng thịt nó không bị khô, ăn nó ngon hơn. Lấy cái kia bớt, không có lông ngóng. Cái nào xong thì dọn ra, rồi hết lông ngóng này đó. Rồi ăn xong cần không cần cắt đâu, cứ cho thẳng vào cái rổ mà. Đó, cái đó đi. Hồi nữa các bạn làm cái gì phải không, các bạn sẽ lấy cái bột canh của mì gói á, thả vô xong bắt miếng chanh vô ăn là có canh ngon. Đó, mọi người theo dõi ha, thì trong một chút xíu thôi là cái tóc mỡ của mình nó đã giòn và nó đã vàng hết luôn rồi. Bạn thấy chưa? Giờ thấy chưa? Thấy. Bữa sau biết cách chưa? Rồi bớt ra luôn, thấy nó hơi vàng rồi, bớt ra được rồi. Đừng có suy nghĩ là để cho nó ra cái màu của mình muốn. Nó mà ra cái màu của mình muốn á là mình khóc thét, chúng ta deep fry luôn. Nhớ nha, đây là cái cách giải quyết khi mà bạn lỡ bị lột tôm, chứ không phải là chúng ta sẽ làm như vậy. Nhưng mà nếu các bạn thích làm như vậy thì cũng được. Hai muỗng mỡ nè. Rồi. Ây da, quên. Rồi, cứ cho con thiên lý vào. Được không? Đảo. Đắt. Ta sẽ có một cái màu xanh rất là đẹp nè. Gàn có một bên, ra một miếng mỡ vô nữa, thả bò vô. Rồi đảo đi. Bây giờ chúng ta sẽ pha cái nước mắm. Nhà mình thì ăn cái kiểu là mặn mặn ngọt ngọt, nó cho ồng. Rồi, hai muỗng nước mắm vào. Còn ngon mới chín. Ok, cho mình. Bây giờ cái vị này của tôi nó giống cái nước mắm ăn bánh hỏi rồi đó. Nhưng mà tôi sẽ không dừng lại đó. Ủa sao cái nam ngư này nó lạc vậy ta? Nam ngư này lạc lắm anh. Rồi mình không cho nước mắm nữa, cho muối ha. Để cho nó tăng độ mặn lên. Rồi cho tỏi vô, cho hành vô. Nhớ, chúng ta sẽ không cho vô liền, chúng ta sẽ cho nước mắm vô trước. Để nước mắm nó bắt đầu hơi kẹo. Rồi, thả vô. Đây là cái cách bỏ nước mắm nha. Đừng có đổi một lần. Bắt đầu các bạn đổ vào, nó sôi sùng sục lên đúng không? Thả vô tiếp. Nó sôi sùng sục đúng không? Thả vô tiếp. Mình ngắt quãng nó. Cách mà để biết là khi nào mà đường mà nó keo á, đó, cứ cầm nè, quết nó lên cái hành. Bắt đầu. Đó, nó chạy nhanh là chưa? Khi mà mình thấy cái đó rồi, ok không? Cái lần sau mà mình nấu ăn á, mình rút kinh nghiệm lại một chút xíu nữa. Tức là khi mình thấy nó kẹo rồi đó, là mình nhìn lần sau á, trước đó 10 giây là mình cho tôm vô, mình cho đồ ăn vô. Vô. Ok. Vô một cái là đảo liền. Nhanh tay, mở lửa lớn luôn, đừng suy nghĩ gì hết, mở lửa lớn rồi đảo, nó mở vô đó, đảo lên, bắt đầu thấy nó bò nó quẹo rồi không. Rồi tắt lửa đi. Hành, ngò, đậu răm, thả vô. Có đậu răm ăn với mấy cái món hải sản á nó rất là
rất là ngon nha các bạn. Cái phần tử mà hương thơm nó đang bay lên đó, các bạn bắt đi vô.